quý vị và các bạn đang đến với một chương trình âm nhạc giàu tính nhân văn, Hát Mãi Ước Mơ Mùa 3. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe những giọng hát mà khi họ đến đây, họ không phải hát cho bản thân mình, mà vì hát cho những mảnh đời cần được giúp đỡ. Cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn chính là thông điệp mà Hát Mãi Ước Mơ muốn gửi gắm đến cho quý vị khán giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai giám khảo xuyên suốt của chương trình vô cùng quen thuộc, đó chính là nghệ sĩ Trấn Thành và ca sĩ Võ Hạ Trâm. Trời ơi, hôm nay điều gì đã xảy ra với anh em chúng ta vậy? À, hồn quê nó tràn về. Thưa quý vị, đó là tà áo dài của Việt Nam. Tà áo bay 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 trong gió. Trời ơi, bữa nay hai con em tôi nó đẹp quá. Hôm bữa nay quý vị thấy hai anh em của em đẹp không? Quá đẹp luôn. Hai giám khảo của chúng ta sẽ về vị trí của mình. Và giám khảo khách mời sẽ đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay, đó chính là nghệ sĩ Thoại Mỹ. Đẹp quá. Trời ơi, hồi nãy Mỹ không ra sớm, Mỹ ra sớm là chặt chết hai em rồi. Tại vì không có kêu tên cho nên không có dám ra, tại bị đuổi vô. Trời ơi. Thiệt á, bên Mỹ đẹp quá, Mỹ Mỹ ơi. Cảm ơn Thành. Cho Mỹ ca một bài đi. Thôi Mỹ xin gửi tặng hết tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay và quý vị đang xem đài một bài Tân Cổ Vô Duyên có được không? Dạ được. Bài Tân Cổ được mang tên Hành Trình Trên Đất Phù Sa.
bài hát mà chị Thoại Mỹ vừa mới gửi đến cho chúng em. Mỹ dạ. Mỹ về về em đi Mỹ. Dạ. Đi đi về em đi. Còn bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng để đến với vòng 1 mang tên Ước Mơ. Thưa quý vị, ở vòng này thì chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ 4 nhân vật. Họ sẽ đến đây mang đến chúng ta những câu chuyện vô cùng ý nghĩa. Sau đó thì họ sẽ trình bày ca khúc của mình với hình thức là karaoke. Và số điểm sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống chấm điểm tự động của chúng tôi. Và người chơi nào có số điểm cao nhất sẽ giành được quyền ưu tiên. Đó chính là sẽ được quyền chọn người sẽ song ca với mình ở vòng tiếp theo. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cô Minh Hiền. Cô đã dùng tình yêu thương cũng như là tiếng hát của mình đến đây để muốn giúp cho người chị ruột của mình. Tôi tên Cao Thị Điệp, 71 tuổi, hàng ngày tôi bán bánh kẹo gì nữa ngoài đường đó, kiếm sống, nuôi thân nuôi con. Chị tôi là Cao Thị Điệp, chị thứ hai, tôi thứ tư, tên Hiền. 6 chị em thì sống ở dưới quê, còn có mình tôi với chị tôi sống ở thành phố. Nói cho đúng ra cũng không biết số kiếp làm sao, chứ chị em, mấy chị em lớn của tôi như từ chị hai, chị ba tới tôi, tình duyên khổ lắm. Hồi xưa tôi làm công việc bếp bị gian lò xô Phật cháy mỡ, thành thử ra tôi quýnh quá, tôi chạy ra nhà sau, tôi mới dắt té chỗ cục đá bị giật cái xương này. Tới giờ cành nhót không có được bằng, mấy bàn chân cũng bị liệt, không có cử động ngón nào hết. Còn nhỏ này thời gian tôi mới gặp ba nó, mấy năm mới là có bầu. Làm gì nó không duyên, nó với ba nó sẽ cắn gây cắn hoài, ổng bỏ nó đi vậy. Giờ tự nó mang bầu cũng sanh đẻ kia, cũng nhờ em gái nó nuôi cho tới giờ. Nó bị bánh sinh giống như là nó bị sốt quá, lên cơn. Khám bác sĩ nói bị động cơn, cái giọng nói nó giờ làm như không có nói được. Chứ số phận mình nó như vậy rồi. Như vậy rồi sống một ngày, chứ bán thì ngày được nhiêu đâu em, ít lắm. Bán cả ngày trời đất lắm, được trăm ngoài vậy được. Mước mơ gì, tôi nói tôi sao mà tôi làm, tôi có nhiều tiền để tôi mua được máy nghe. Nãy tôi ngồi tôi bán là khách lại hỏi mua, nhiều khách lạ hỏi mua, tôi hả hả hoài, cái hả hả người ta bỏ tôi đi. Tôi cũng cố gắng khỏe mà để lo cho nó hằng ngày vậy thôi, chứ giờ nó biết theo bác sĩ nào mà xài sáng cho nó nói được, cầu xin cho nó nói thôi. Để sau này nó có ở được với ai ấy, thì nó nói được, nó hiểu được. Người ta được chăm sóc nó là như là cái phần của tôi, nó được nhẹ nhõm thôi. Thấy chị mình cũng đau lòng, thành ra có cái dịp mà hát nãy Ước Mơ này đó, tôi muốn đem cái tiếng hát của mình để giúp cho chị mình được phần nào hay phần đấy, mong sao cho ước mơ của chị tôi được thành sự thật. Hỏi gió gió đưa hỏi sao
vàng trắng thì trắng kia ngọt bóng từ lâu. Mờ mịt xa xăm tiếng giạc dẫn lưng trời, tôi thao thức ngồi bên sông cửa, mắt lặng nhìn mây trắng ngập trôi, dưới sương mờ thấp thoáng bóng người đi, anh để cho tôi làm thiếu phụ trong chồng. Mỗi khi con thức giấc não nùng tiếng khóc, tôi cũng nghẹn ngào dưới suối lệ dầm chân. Đêm phía rồi sao con không ngủ đi con, tôi để mẹ hát mẹ ru cho con. Áo chiêu quy nắng trát nhạt lòng, đi thì quen chầu vợ chồng sao anh chẳng quên ơi. Cô Minh Huyền, con thấy là cô còn đang rất là rung đúng không cô? Cũng còn xúc động nữa. Cô nghẹn là cô nhớ chuyện mình cô nghẹn hả? Đúng không? Dạ, nhớ chồng. Sao chồng vậy? Chồng mất lâu. Ráng bình tĩnh cô ơi, mình ráng giữ cái giọng để lát mình hát vòng 2 này, vòng 3 nữa chứ. Cho con hỏi tí thôi, chú mất lâu mau rồi? Năm 91. Nhưng mà bây giờ là cái cuộc sống cô hiện nay nó ổn không? Dạ ổn, dù sao cũng có hai đứa con, cũng biết thương, có hiếu, lo cho dạ, mẹ. Dạ, dạ, thôi cô đừng buồn nữa nghe. Bây giờ nói trước tiếng về cái giọng hát của cô đi. Trời hay lắm đó. Giọng rất là có chiều sâu lắm luôn. Câu mà cô xuống giọng cổ á, cái cách cô đi chữ đẹp lắm. Cô đẩy đưa chữ đó. Trời là ơi, nó nhịp nhàng lắm. Cô Hiền cũng lớn tuổi rồi đó mà cái giọng vẫn còn rất là khỏe. Những cái nốt cao, cái chữ gió cô lên nó bay mà nó không có hề cảm thấy bị mệt luôn. Hỏi gió gió đưa hỏi sao sao rung, hỏi vàng trắng thì trắng kia ngọt bóng từ lâu. Phải nói là mặc dù cô lớn tuổi rồi nhưng mà cái chất giọng của cô nó vẫn còn cái độ cao lắm và cái độ trong nữa, dễ lôi cuốn người nghe. Con nghĩ nếu mà cô không run chắc là cô hát hay hơn nữa đó. Dạ, phải bình tĩnh cô nha. Bây giờ mình hỏi về gia đình đi hen. Dạ, hôm nay là có sự xuất hiện của cô Điệp cũng như là con gái của cô. Con mời cô ạ. Rồi, cô đi cẩn thận nha. Cô ơi. Cô ơi. Dạ. Cô nghe con nói không? Dạ nghe không rõ anh ạ. Phải nói sát lỗ tai cô luôn thì cô mới nghe. Vậy luôn á hả? Dạ. Chị này là ở nhà mình khó khăn lắm không cô? Dạ. Làm sao? Ở nhà đó chị săn sóc bé Thí có khó không? Thì săn sóc thì cho ăn, rồi tới giờ đi ngủ thì tắm rửa cho sạch sẽ thôi. Lắm lúc thì nó hơi khó chịu, nó cũng quậy vậy. Chị Thúy năm nay nhiêu tuổi rồi cô hả? Cô Hiền hả? Thí năm nay nhiêu tuổi? Nó sinh năm 79. 40 tuổi. Dạ. Mà từ nhỏ tới lớn là vậy luôn hả cô? Dạ, sanh ra là cháu nó ơi, hình như là thiếu tháng đó, nhỏ xíu à, nó bị bẩm sinh nhỏ tới lớn luôn. Trời. Bây giờ một cái máy trợ thính là nhiêu tiền? Dạ cũng chưa biết, khi mà khám bác sĩ có tiền thì dẫn chị đi khám bác sĩ mới biết được, chứ giờ ở giờ cũng chưa đi khám qua cho chị. Dạ. Thôi mình ráng nha cô ha. Nghe được rồi mình buôn bán rồi mới dễ, rồi mình còn lo được cho chị nữa.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn cô. Cô Minh Hiền thì cô phải cố gắng lên để dòng sau mình sẽ tốt hơn hả cô? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện của một người sĩ quan quân đội. Anh ấy đã dùng tiếng hát của mình để đến đây, muốn giúp đỡ một cô bé 14 tuổi là con của một người cha đơn thân. Tôi tên là Quỳnh Vũ Lăng, năm nay 40 tuổi, hiện tại đang công tác trong lực lượng vũ trang của tỉnh Hậu Giang. Thì lý do tình cờ trong một lần hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp trong công tác vận động quần chúng của địa phương mình thì tôi mới gặp được cái hoàn cảnh của bé My. Khi trời mưa thì tôi mới vô được mưa, thì cũng như các anh đã thấy, vô được mưa nhà bé My thì giờ nhà bé My như vậy nè, được mưa cũng như không. Thì anh em mới ngồi lại để hỏi thăm cái hoàn cảnh của bé. Thì bé mới kể rằng là bé bị mẹ bỏ lúc còn rất là nhỏ. Thì sống chung với cha, với đứa em gái nhỏ nữa. Bé tuy là gia đình rất là nghèo, cực kỳ nghèo, nhưng mà bé học rất là giỏi, có một cái nghị lực hết sức là lớn để học, để phấn đấu, để có một cái tương lai sau này. Tôi là một mình nuôi hai đứa con để cho nó cố gắng ăn học. Con tôi cũng nói là cha, vì con không phụ lòng cha đâu, để con gắng học cho cha xem. Tôi nghe con tôi nói vậy, tôi mới lên trên Di Linh Lâm Đồng, tôi bẻ cà phê. Sau đó tôi bị té là bị đập đầu vô đá, cho nên từ đó thì sao tôi làm việc nặng không có được nữa. Lúc mà cha con bệnh nghỉ làm á, thì cha con vẫn đi kiếm cá. Cha con vừa là mẹ, vừa là cha. Nhiều đêm khi ngủ thấy hai đứa nó ngủ mà tôi cũng thấy trong lòng cũng thấy là đau, đau ruột lắm. Còn không biết làm sao giờ chứ, mẹ nó bỏ đi rồi phải mà gán mà nuôi hai đứa con ăn học. Chứ không để con tôi mà nó khổ như tôi đâu. Con hơn cha con rất nhiều. Cha nuôi con lớn, con rất hơn cha, con muốn ăn học hiện tại để báo hiếu cho cha. Và bản thân tôi sẽ hát cho bé My giống như là hát con gái của tôi, để cháu có được một cái ước mơ như chương trình đã đặt cái tên đó là chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Sớm chưa dậy dầu dòng hoài bâng khuâng, nghe sâu nặng nỗi niềm xa quê. Sông có khi vơi đầy nhưng lòng có thể nào về Hậu Giang em, về với chốn đưa nuôi như thời nào còn bé bồng. Hay quá. Về với nhịp giọng đông đưa giữa trưa hè kéo kẹt bên tiếng mẹ ồ ơ sâu lắng nặng ân tình. Về với dòng sông dối kỷ niệm đời mình, về với quê hương bao đời chung thủy như câu hát ví dầu ai nỡ quên.
ơi, dễ thương quá à. Về với xóm làng xưa dẫu còn gian khó, mà ngọt bùi cùng sáng sẽ do nhau. Sáng đẹp tình người dư vẹn trước sau, dù ai có đi xa vẫn hoài mong thương nhớ. Ok, quá hay. Một đời khói lửa đang đơm thôn sống thiêu điều, giữa con đò nẻo vừa dẫu báo giống dẫu bài lòng chệch và chân tương đợi chờ ngày biển lặng sống yên. Nhớ ngày nào trên đất Phương Ninh cọng rau rừng sẽ chia ấm tình đồng chiên. Hậu Giang ơi xa rồi thời chinh chiến, sao vẫn đông đầy nỗi nhớ mênh mang. Cảm ơn phần trình bày của anh Lăng ạ. Không biết là ban giám khảo mình có những nhận xét gì dành cho anh không ạ? Cao quá dữ luôn. Cao quá dữ luôn. Em bộ đội, em vừa đẹp trai nữa vừa có giọng ca rất là ngọt ngào. Chị với là anh Trấn Thành ngồi đây cứ chắc lưỡi hoài à. Ca biết luyến lái ha, biết nhả chữ và biết sắp nhịp, biết chạy nhịp. Về Hậu Giang em, về với chốn đưa nuôi như thuở nào còn bé bồng. Hay quá. Về với nhịp giống đông đưa giữa trưa hè kéo kẹt bên tiếng mẹ ồ ơ sâu lắng nặng ân tình. Phải nói là Lăng hát bài này quá hay. Ca đồ ha, làm biết nó dồn lại cục nghe cái ngâm để dài rồi cái dồn hết chữ vô rồi cái đoạn con đoạn chạy hụt cái bắt đầu chạy xong cái gì dính và cái cạch vô mà biết giật chữ nữa, giật nhịp nữa, ghê lắm, dễ sợ lắm. Ca rất là có kỹ thuật, mà quan trọng nữa ngoài cái kỹ thuật ra đó, anh đặt cái trái tim mình vô trong cái lời ca nó nghe nó mượt lắm luôn. Mỗi kỹ thuật mà nghe nó chân phương đó. Dạ đúng vậy. Trong chân tình, cảm ơn anh. Dễ thương. Mà em nghĩ là anh Lăng chắc ở trong đơn vị là cũng là một cây văn nghệ đúng không anh? Hàng chiều tụi em hay tập hợp với nhau để giao hát karaoke á chị. Chưa có giao hát cho sân khấu luôn. Hát cho sân khấu này luôn đó. Dạ, đây là lần đầu tiên. Mai mốt quá mà có chương trình đường đến danh ca giọng cổ nhớ đăng ký vô tim Thoại Mỹ nha. Dạ đúng rồi. Ngày hôm nay thì anh Lăng đến đây là để giúp đỡ cho hoàn cảnh của bé My. Ở đây chúng ta cũng có thấy sự xuất hiện của bé My và bà nội của em. Xin mời bà và em cùng lên sân khấu ạ. Gái ơi, ba là thường một ngày làm bao lâu, mấy giờ tối ba mới về? Dạ cha con đi về 2 giờ sáng, cỡ 6-7 giờ cha con mới về. 2 giờ sáng tới 6-7 giờ tối mới về hả con? Dạ, cho con đi làm cá, làm ở xưởng cá với bác cái ở nhà. Nhà có phụ ba gì không? Dạ, con cũng nhận nhịp gần nhà, chứ con có đi... Con nói đi, không có sao hết. Con có đi làm như trai với em. Đâu mắc cỡ không con. Sao hết con gái à. Cái đó đâu có xấu đâu con. Ngẩng cao đầu sống không có gì phải xấu hổ hết. Mình làm là đồng tiền mình kiếm mà mình lo được cho cha. Con có đừng gì có tự ti mặc cảm nha không, không con. Không có mặc cảm nghe chưa. Mọi người ở đây ai cũng thương con hết, không có lo lắng gì nghe chưa. Rồi. Điều quan trọng nhất là bây giờ con phải cố gắng con học. Rồi mai mốt lớn lên con mới có được cái nghề nữa để con báo hiếu lại cho cha rồi con lo cho em con nữa nha con. Yeah. Gái thường nha. Rồi mạnh mẽ lên con gái. Ok, cố lên. Thương quá. Chú Thành rất là thương con nên chú Thành sẽ tặng cho gia đình con 10 triệu hen để mà về cho cha con đỡ cực. Mà con nhớ, con phải hứa với chú Thành là con phải học thiệt là giỏi nha con, cố gắng gấp 10 lần người ta.
Dạ, chị nối tiếp anh Thành. Em cũng muốn dành một cái số tiền để sửa lại cái nhà chút xíu ha. Em cũng hùng 5 triệu. Dạ, con cảm ơn cô sẽ học. Con sẽ không phụ lòng các cô, các chú. Bình yên cất bước, hát lên, hát mãi ước mơ. Trong ta từng giờ trái chuyện tình nối tiếp câu chuyện đáng yêu vừa rồi, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cậu bé rất là hiếu thảo đang sống cùng với hai người bà của mình, và bé luôn có ước mơ là sẽ mau lớn lên để có thể đi làm và phụ giúp cho hai người bà của mình. Mình tên là Quỳnh Thị Trúc Mai, sinh sống và làm việc tại tỉnh Tiền Giang. Chủ gia đình của cô hai á, là bà nội của bé Quân Bảo á, hồi xưa là vú nuôi của chị ruột mình. Thì nhà gia đình của cô là khó khăn từ đó giờ. Và hiện tại thì cô cũng đã lớn tuổi rồi, mang trong mình rất là nhiều chứng bệnh. Tôi là nội hai của bé Nguyễn Quân Bảo. Từ hồi cha mẹ nó không còn ở gần nhau nữa, nó ở với ba chị em tôi. Từ hồi con 6 tuổi, cha mẹ con bỏ, không còn ở với con nữa, nên con sống với bà nội. Nhưng năm ngoái bà nội con khi bán số bị tai nạn nên qua đời. Vợ con sống với hai bà nội còn lại. Bà nội hai của con bị bệnh ngay cuộc sống, không thể đi lại nhiều. Bà nội tư con đi làm cá một ngày chỉ kiếm khoảng 50 ngàn, nhưng lại có bữa có bữa không. Có lúc con thấy mấy bà nội con không có ăn sáng, con hỏi nhưng bà nội con lại nói là ăn rồi. Nhiều lúc thì cũng khuyên hai bà cháu cũng nói chuyện với nhau, nói là con cố gắng đi, nội lo cho con đó, tới đâu hay tới đó. Nó nói nội ráng đi, con học tới lớp 9, lớp 10 á. Rồi cái con nghĩ con đi vô xí nghiệp tiền tiến, con làm. Con kiếm tiền, con nuôi đợi nội. Trước khi nội con đã ba con chưa mất, khi đi bán về, nội ba thường đem quà bánh cho con ăn hoặc cho tiền con ăn bánh. Nhưng vợ thì nó con mất rồi. Rồi con dùng vợ hình ảnh người bà lắc xe về cho con những bịch bánh như hồi xưa, nhưng mà giờ rất không xảy ra được nữa, cho nên con sẽ cố gắng chăm sóc cho nội hai và nội tư. Vì khi mất đi một người bà là con mất đi một phần ba cuộc sống của đàn con. Mình không có cháu gái, mà cái thằng nó còn nhỏ quá đi, mà nó đang đi học nó mà bắt nó giặt đồ đó. Cái bà cũng tuổi á, bà mới khóc, cái nó nói nè bà nội đừng có khóc. Bà nội khóc rồi, con khóc theo bà nội đó. Không có gì đâu, cái bổn phận của con mà. Vì chuyện nước là bình thường, thậm chí khi bà nội cho thì con có thể đi mấy cái số. Mặc dù là cha mẹ của Bảo bỏ mẹ từ sớm á, các cái là đều nhờ nội hết, nhờ nội chăm sóc từ lúc con bé tới giờ. Hoàn cảnh khó khăn nhưng mà Bảo vẫn cố gắng để học hành, để trở thành một đứa trẻ tốt. Là con ước mơ các bà nội sẽ, mấy bà nội sống hoài với con, nên con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mấy bà nội con. Tôi sẽ hát hết mình để chắp cánh cho ước mơ của bé Quân Bảo. Dòng sông này đã chảy giữa đời tôi, như con sông nôn nao thương về quê ngoài.
về chắc ngoại buồn ngoại lầy, nặng gánh gia đình nên bỏ ngoại phải không có. Tội lắm ngoại ơi, con nào dám đâu nghĩ vậy, mẹ con sanh con ra là con gái nên tánh nó trầm ngâm nỗi ngoại dân thương đồng. Ai nói cháu ngoại thì xa, cháu nội thì gần, nhưng con thì vẫn một lòng thương ngoại. Dẫu nhà ngoại nghèo xíu dẻo gian sông, ngoại ơi con là đứa cháu mồ côi mà ngoại nuôi con khôn lớn. Từ bụi lên năm lớn 7 tuổi đầu, ngoại từng kể cho con nghe ba mẹ con đã sớm qua đời. Khi hay tin ngoại ôm con vào lòng ngoại khóc, vì ngoại biết rằng cháu của ngoại sớm mồ côi. Trong một giờ đau thương trùm phủ lấy đau thương, ngoại sẽ gốc giải thu trích lên đầu có ai dành khăn trăng. Từ đó ngoại thương yêu cháu mồ côi của ngoại, con nhớ trong lòng không dễ gì quên. Cảm ơn chị Trúc Mai. Có vẻ là chị còn xúc động quá hả chị? Phải. Chị, chị ca rất là hay. Ca gì không nhớ sao được. Tình cảm quá mà. Cái hơi chị nó dài mà nó chắc, mà nó khỏe mà nó vang. Nó vang ca từ trái tim ra nữa thì đây chị thấy ai cũng khóc hết trơn rồi. Ca rất hay. Chị, cái bài hát nó đúng với lại cái hoàn cảnh của bé Quân Bảo nữa. Rồi chị ca đó, ca ở trong cái nỗi lòng của mình. Ngoại khóc vì ngoại biết rằng cháu của ngoại sớm mồ côi. Trong một giờ thương trùm phủ lấy đau thương, ngoại sẽ gốc giải thu trích lên đầu có ai dành khăn trăng. Từ đó ngoại thương yêu cháu mồ côi của ngoại. Mà làm người nghệ sĩ mà ca bằng cái nỗi lòng của mình là xuất sắc nhất, mới xuất thần được. Chị ca ngoài cái sức tưởng tượng của em, bất ngờ luôn là làn hơi chị quá khỏe. Ngoài cái nội công thâm hậu đó, chị còn có cảm xúc chân thật nữa. Chị biết nén đó em. Dạ. Chị biết nén lại á. Nén á. Chị nén, chị dừng, chị kéo xong vợ mặt em nó vậy luôn nè. Mặt em méo luôn nè. Em méo xẹo luôn nè. Dạ. Vậy thì Trúc Mai ngày hôm nay á, đến đây là để hát vì muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh của bé Quân Bảo. Dạ, dạ. Tụi con chào bác. Dạ. Chào Bảo. Bảo ơi, năm nay em học lớp mấy rồi? Dạ, năm nay em học lớp 9. Em đi học, em có đi làm gì để phụ giúp cho bà không? Dạ, em làm việc lặt vặt ở nhà để cho bà nội tối nội về nữa, khỏi cần lo mấy chuyện đó nữa. À, quét nhà, rửa chén, nấu cơm, giặt đồ, phải không? Dạ. Mấy công việc đó đúng không? Trời ơi, con trai mà giỏi quá vậy. Bây giờ là con ước mơ gì không?
Dạ con ước mơ con có tiền được con tiếp tục đi học cho tới hết tới đại học. Đúng, mơ vậy là đúng. Mình khổ hơn người ta rồi mình phải cố gắng chứ mình không có được lơ là. Cực khổ cách mấy cũng không được bỏ cuộc, phải ráng nha con trai nhá. Thôi bây giờ vậy nè, cô Trâm á thì không có gì nhiều, nhưng mà cô Trâm muốn phụ giúp gia đình mình đó, để bà cũng đỡ vất vả hơn chút xíu. Cô Trâm gửi tặng gia đình 5 triệu. Chú Thành cũng gửi cô tặng con 5 triệu nha. Con cảm ơn chú Thành với cô Trâm. Cô Mỹ thì cũng gửi cho con một chút xíu, để mà con cần học, cần cái gì đó thì con có một ít tiền. Cô Mỹ gửi cho con 5 triệu nha. Dạ con cảm ơn con. Cô cảm ơn. Dạ. Con gửi gia đình. Làm gì làm phải học nha con nha. Dạ cảm ơn những nghĩa cử rất là đẹp của nghệ sĩ Trấn Thành, nghệ sĩ Thoại Mỹ và ca sĩ Võ Hà Trâm. Cảm ơn chị, cảm ơn bác và cảm ơn em. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một câu chuyện rất cảm động về một người mẹ chồng muốn dùng giọng hát của mình để giúp đỡ cho người con dâu. Xin mời quý vị cùng xem hoàn cảnh ngày hôm nay. Hiếm có lắm. Năm nay tôi 62 tuổi, tôi đang ở ấp Bình Khương, xã Thượng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Hiện tại thì tôi đang mai gia công, lãnh đồ mai gia công về tại nhà. Tôi thú thật tôi không có con gái, có dâu tôi cưng tôi thương lắm. Con dâu lớn nó đã ly dị nay cũng được 4 năm, hơn 4 năm vậy rồi. Nó bệnh, nó nuôi con, nó cũng khó khăn lắm. Dạ, tôi được 2 cháu. Cháu lớn tôi là Nguyễn Huỳnh Tiết Thảo, năm nay nó 6 tuổi, học lớp 1. Còn đứa nhỏ là nó 5 tuổi, chưa đi học. Tính gửi nó hồi năm rồi nhưng mà không có điều kiện gửi, nó ham đi học lắm. Mẹ chừng nào mới đóng tiền cho con đi học được không à? Nó thấy người ta đi học gì nó mới chạy, nó mừng đồ dữ lắm. Nhưng mà em thì không có điều kiện đó, nên không có cho đi. Làm rổ thì nhà thì giờ cho tôi mang phụ. Ngày thì em đang có được với 20.000 cái nè. Có nhiều lúc nằm ngủ nó hỏi mẹ, cha chừng nào về, sao cha không điện, cha chừng nào về với con. Nó hỏi đủ thứ hết trơn. Thấy cha người ta về mua đồ chơi á. Nói mẹ cha con chừng nào về mua đồ cho con nữa này kia. Trước thì mẹ chồng cũng thương cha rồi cũng thương, thương con, thương tôi lắm. Tại cái lúc đó em suy nghĩ không tới rồi con mình sau này sao vậy đó. Cái ly dị cái... Thời gian đầu thì tôi cũng buồn lắm. Tại vì nó đi vào ngoài rồi cái bắt đầu nó cũng không cho mình nhìn cháu nữa. Lúc trước cho đi học thêm cũng ở nhà cô gần ở giúp bà nội ông nội nữa. Chạy ngang chạy lại. Mẹ ơi con ghé bà nội, mẹ ơi con ghé bà nội, lúc đó nóng mà không cho ghé. Mấy tuần sau nó mẹ con ghé bà nội chơi mẹ. Lúc đó mình bậm gan, lúc đó bậm gan mà em vô em đưa nó vô bà nội nó. Bà nội nó mừng lắm. Bây giờ suy nghĩ lại là mình đã sai. Lúc trước con không nghe lời cha với mẹ với con, nên con về con thôi xin lỗi cha với mẹ dưới. Tôi chỉ mong là giờ anh sẽ trở về với em và làm nuôi con như lúc ban đầu mình mới quen vậy đó. Mình sống hạnh phúc bên nhau như lúc ban đầu vậy đó. Tôi muốn hát để dành số tiền thưởng để giúp đỡ cho con dâu để lo cho cháu nội. Một lá trầu
tâm nợ duyên. Cứ mỗi chiều nghe tưởng về một cái cô gái trẻ tan buồn nó thấy giọng trẻ đó. Em còn hoài vọng bóng người thương. Anh hứa với em khi mình nên duyên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vỡ giờ con ở trong kia mà con hỏi mấy bạn là ủa đang mở đĩa hay hay là cô hát thiệt. Tắt cái đĩa đi. Tắt cái đĩa đi. Trời ơi, cái cơ hơi của cô giống như là con gái 18 nha. Dạ đúng rồi. Cái audio với video không khớp nha. Cô làm sao mà cái giọng cô lại tốt như vậy? Có bí quyết gì không cô? Thật tình thì ở nhà mấy đứa cháu á, nó cũng hay hỏi hoài, nó cũng nói tại con trai á, nó nào muốn ăn á thì muốn ta hay bắt trước. Mà con nói thiệt, cô ca rất là đặc biệt, cô nhả chữ ra cái chữ của cô nó rất là đẹp, cô nói trong ca, ca trong nói, nghe nó rất là tình cảm. Để em quay về thường hận nhớ mong trầu nặng gánh hay nặng tình em thương. Tân cổ vô duyên á, mà mình xử lý như vậy nó cũng đặc biệt nữa. Dạ. Yeah. Hôm nay thì chị Tuyết, con dâu của cô Bướm cũng có mặt. Em xin mời chị lên sân khấu ạ. Chào chị Tuyết. Hôm xưa hai chồng sao cãi lộn vậy? Dạ anh đi làm sai em cho. Rồi ghen phải không? Ghen dạ. Rồi đó, thấy chưa? Rồi cuối cùng ai trúng, ai trật? Dạ em trật. Rồi giờ ổng đâu rồi? Dạ anh đi làm. Rồi có gọi điện về cho chị không? Dạ lâu lâu gửi về thăm, cũng gọi điện về thăm con. Rồi có cái ý gì quay lại không? Dạ có. Đâu? Trời, dễ giàu gì không? Coi như là mình chỉ đang đợi là ngỏ lời thôi đúng không chị? Giờ cái mặt này là mặt nhớ nè. Bây giờ phải hỏi cái này mới quan trọng. Cô Bơm Bơm, cho con hỏi thiệt. Người ta từ xưa giờ mẹ chồng con dâu ha, là cành nạnh nhau. Dĩ nhiên nói như vậy không phải nhà nào cũng vậy. Rồi bây giờ cái bạn này, bạn cũng nói bạn trập, mà là con cô nữa. Vì cớ làm sao cô không giận bạn mà ngày hôm nay cô còn đến đây, cô thương bạn, cô hát cho bạn. Thì nó đúng ra là lúc mới ban đầu nó đi, nó đối xử với mình tệ quá, mình cũng buồn. Nhưng mà suy nghĩ lại, nói chứ sống với mình cũng mấy năm, mình cũng có kỷ niệm mẹ chồng nàng dâu. Cái thấy thương quá, nhiều khi thấy nó chở trước một đứa sau đứa chạy đi, rồi thấy muốn rớt nước mắt luôn vậy. Rồi nay nó suy nghĩ nó quay về thì mình sẵn lòng mình hỉ xả, chứ cũng đâu có chấp nhất làm chi.
đó là cái tâm của người ăn chay đó anh, luôn luôn thủy xả. Dạ. Trên đời này á, người nào phạm sai lầm, em làm ơn em để ý lại, em nhớ lại người ta trải qua với mình những gì, để mình nhịn chút xíu mình được nhiều hơn rồi nha. À, cảm ơn cô Bướm ngày hôm nay cô mang câu chuyện đẹp quá đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ, cũng như là cảm ơn chị. Hy vọng là gia đình mình sẽ sớm quay trở lại hạnh phúc với nhau chị ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại ba người chơi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời các anh chị ạ. Trời ơi, Avenger. Biệt đội Avenger. Siêu nhân. Vậy thì bây giờ rất hồi hộp, nhưng mà chúng ta sẽ cùng đến với số điểm mà hệ thống của chương trình dành cho bốn người chơi. Xin mời bảng điểm. Và số điểm trong vòng 1 sẽ là 80, anh Vũ Lan là 84, chị Trúc Mai là 84 và cô Bướm là 81. Xin chúc mừng anh Vũ Lan và chị Trúc Mai là hai người chơi có số điểm cao nhất trong vòng này. Đây là lần đầu tiên ở vòng 1 thì có hai người chơi bằng điểm số cao nhất với nhau. Anh Lan ga lăng, anh nhường cho chị Mai liền. Dạ, quá ga lăng. Như vậy là chị Trúc Mai sẽ giành được một quyền ưu tiên, đó là lựa chọn người chơi sẽ hát chung với mình ở vòng tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại bốn thí sinh của ngày hôm nay với vòng 2, vòng chinh phục. Nam Dương tự hào được bình chọn là hương vị nhất tương Việt Nam ngon nhất. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 2 của Hát Mãi Ước Mơ mang tên Chinh Phục. Và ở vòng này thì người chơi có điểm số cao nhất ở vòng trước sẽ được giành quyền ưu tiên, đó là lựa chọn người sẽ hát với mình. Hai người chơi còn lại đương nhiên sẽ trở thành cặp song ca và ban giám khảo sẽ chấm điểm cho từng người chơi. Hai người chơi nào có số điểm thấp hơn sẽ phải đành chia tay với chương trình với giải 3 là 8 triệu đồng. Bây giờ là chị Trúc Mai được quyền là lựa chọn người sẽ hát với mình. Chị chọn ai vậy chị? Dạ thôi à. Thôi ý trời, em chọn người gần nhất. Em hát với cô nha cô. Được. Vậy cô là chị Mai đã chọn hát với lại cô Bướm ạ. Cô sao vậy cô? Thì giờ mình được chọn mình cũng vinh dự lắm chứ. Mà đều kệ, chiến đấu hết mình thì thôi đâu tới. Đúng rồi cô. Dạ, yeah, và cặp song ca còn lại sẽ là anh Lăng và cô Hiền ạ. Bây giờ hai cặp của chúng ta sẽ cử đại diện ra để có thể lựa chọn bài hát từ hệ thống của chương trình. Em xin mời cặp anh Lăng bấm trước nha. Và bài hát đó là Tâm Sự Mộng Cầm. Cô ơi, ổn không mà sao lo dữ vậy? Sao cô không vậy? Nghe thấy cộng này hát hay quá. Là mỗi người mình có một cái lợi thế riêng. Ổng là ổng ca, ông chuẩn dịp mày nọ. Cô là ca cảm xúc mà, đâu có lo. Và bài hát của cô Bướm và chị Mai, Người Mẹ Miền Nam. Được không cô? Ổn không? Thì hồi đó giờ cũng không có ca bài này nhưng mà cũng nghe nhiều. Hồi xưa nghe nghệ sĩ Thanh Nga hát, giờ nghe nghệ sĩ Thanh Ngân hát nhiều lắm. Không sao, bữa nay Thanh Bớm hát. Thanh Bớm với Thanh Mai hả? Gắng cố gắng. Rồi chơi. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện ca khúc của bốn tài năng ngày hôm nay. Như vậy, cặp song ca đầu tiên, cô Minh Hiền và anh Vũ Lăng đã chọn được bài hát ngẫu nhiên là Tâm Sự Mộng Cầm. Bên cạnh đó, cặp song ca thứ hai, chị Trúc Mai và cô Lê Thị Bướm đã chọn được bài hát ngẫu nhiên là
người mẹ miền Nam. Với những màu giọng khác biệt, liệu sẽ có những khó khăn gì cho các thí sinh khi phải song ca với nhau? Và họ sẽ đột phá ra sao? Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi ngay bây giờ. Ai mua trắng tôi bán trắng cho, trắng nằm yên trên cạnh liễu đời giờ. Ai mua trắng tôi bán trắng cho, không bán tình duyên ước hẹn hò. Ai mua trắng mà người đem trắng đi bán, người đến bán bao nhiêu một ánh trăng già. Người ở trần gian ấy tặng chốn cung hằng, tôi muốn hỏi người điên hay tình, cất tiếng ra hoài bán một dặm trăng. Đã mấy đêm rồi ngồi đêm sao băng, nghe sương phiên nhỏ giọt vào khung. Chỉ sợ trần gian u tối. Nàng hỏi ta rằng ta điên hay tình, còn nàng tình hay điên mà mua ánh trăng vàng. Hay quá, hay quá. Trăng của riêng ta nhưng chỉ bán cho nàng. Trăng trong thơ của hàng Mạc Tử, dù khuyết hay tròn, dù đục hay trong. Nàng buồn vì sương khuya nhỏ giọt, còn ta thì đợi chờ suốt một mùa trăng. Hiền đôi ta tám giờ đâu rồi anh, dần trắng vàng chơi vơi. Trăng ơi trăng, cuộc bóng sao đồi, trong tiếng hát vu hoài. Trời thu còn mờ in bóng ai, nhưng dấu chung vẫn chưa tàn phai. Tình ban đầu thì đâu trái ngang, bao ước mơ đến nay lìa tan. Tuyệt vời. Hay quá. Hay quá đi. Hay quá. Chúc mừng anh Lăng và cô Hiền đã hoàn thành phần thi của mình rất xuất sắc rồi. Cặp này bất ngờ nha, em thấy hòa quyện kinh khủng. Hay quá. Cô á, cái giọng cô nó nức nở mà nó có cái cảm xúc dễ sợ luôn. Anh thì anh hát tỉnh táo hơn, nhưng mà nó cũng rất là chân thành, chứ không phải là chỉ là bằng kỹ thuật không. Em rất thích cái câu mà anh hát là trắng chỉ bán cho nàng, cho nàng. Cái nốt hay sợ. Trắng của riêng ta nhưng chỉ bán cho nàng. Trắng trong thơ của hàng Mạc Tử.
anh có thấy là cái giọng của cô Hiền rất là rền. Tôi muốn mọi người đi mua đất dần trắng, nhưng chỉ sợ trần gian u tối. Nghe chưa, một giọng trầm giọng mỏng. Dạ, rất là hay luôn. Phải nói là cái nhịp của cô nó không có chuẩn, nhưng mà cái cách ca của cô nó có hồn. Qua vào cái giọng của Lăng á, thì nó rất là mộc mạc, nó rất là chân phương, cho nên nghe hai người hát nghe nó tình lắm kìa. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô và anh. Cười rạng rỡ mẹ cũng thấy hân hoan hân hở trong lòng. Mẹ nghe đâu đây có tiếng nhà thanh bình, mẹ con mình giờ còn gặp lại sao những ngày gian khổ điêu linh. Một quãng đời tan tóc thê nương, suốt 30 năm mẹ chỉ đợi một ngày này. Ngày huy hoàng cả nước reo vui vì khắp miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Chống giặc nhện chưa phân dấu cù, mẹ thương các con bằng tình thương mẫu tử, sống quay hùng chết cùng được quang vinh. Sao ca hay dữ vậy trời? Rồi sao mà trời ơi, bà Mỹ mới ngồi đây mà bà xuýt xoa đi nè. Bây giờ mình nói thiệt nhau cái này hen, chị Mai hát rất là bản lĩnh và cái hơi chị rất là dài, âm sắc của chị cũng dày, ấm và đẹp. Nhưng riêng cái bản này thôi nè, em chấm cô Bướm hơn. Cô Bướm hát không phải là chỉ là tình không đâu nha, mà nó đời, nói chuyện và kể chuyện. Mà rất là cái câu mà câu vô giọng cổ chị. Cái câu giận hát chết người ta rồi. Nhìn các con đi với nụ cười rạng rỡ, mẹ cũng thấy hân hoan hân hở trong lòng. Phải nói là cô ca sao mà cái chữ của cô nó đẹp quá. Cô không có phô trương cái giọng của mình, mà cô ca rất là mộc mạc, rất là thật. Nhưng riêng chị Mai đó thì cũng không kém phần hấp dẫn. Cái giọng của Mai rất là rền, phải nói là giọng chắc khỏe, dễ sợ lắm kìa. Giọng chị Mai mà nhắm mắt lại nghe cái như giai người mẹ, mà cô Bướm mà nghe giai như người con. Nó bị ngược cái kèo đó. Bị ngược kèo. Trong giới cải lương nếu hát được cái giọng như chị, em gọi là giọng sang đó.
nhịp tốt, phách tốt. Hay quá, hay. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp lại cô Hiền và anh Lăng. Bây giờ có lẽ là giây phút vô cùng khó khăn khi mà ban giám khảo phải đưa ra quyết định điểm số của mình dành cho 4 thí sinh ngày hôm nay. Xin mời bảng điểm. Đầu tiên đó chính là điểm số của giám khảo Trấn Thành. Cao quá, xuất sắc cái đợt này. Điểm số từ giám khảo Võ Hải Trâm. Điểm số quyết định là thuộc về giám khảo Thoại Mỹ. Cảm ơn các bạn giám khảo, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tổng số điểm từ hệ thống. Cô Minh Hiền 55, anh Vũ Lăng 60, chị Trúc Mai 60 và cô Bướm 58. Với điểm số này thì chúc mừng anh Vũ Lăng cũng như là chị Trúc Mai, chúng ta sẽ cùng bước vào vòng sau. Và cũng xin chúc mừng cô Hiền và cô Bướm sẽ đồng giải ba với giá trị là 8 triệu đồng. Cô Bướm Bướm mời con dâu của cô lên để hai mẹ con cùng nhận phần thưởng cho tình cảm. Như lời đã hứa, con sẽ hỗ trợ một tí vốn, thì con nghĩ rằng là mình cũng đáng có thể mua được một cái máy nghe. Dạ, con gửi cô 5 triệu. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Thôi Mỹ không biết cái máy trợ thính đó là bao nhiêu tiền, nhưng mà sợ 5 triệu rưỡi không có đủ. Thôi thì bây giờ Thoại Mỹ xin gửi cô thêm 5 triệu. Dạ, cảm ơn tấm lòng của nghệ sĩ Thoại Mỹ ạ. Bây giờ đó thì Trâm cũng cầm trên tay tấm séc 5 triệu. Mà nhà cô Bướm hồi nãy có nghe chị chia sẻ là hai đứa con nó muốn được đi học, thì em phụ mình tiền học của hai con tí xíu, em gửi tặng gia đình 5 triệu. Ca sĩ Võ Hà Trâm. Chưa hết ở đó, chương trình còn có một cái món quà nho nhỏ muốn gửi đến cho cô Bướm cũng như là con dâu của cô. Xin mời phần quà của chương trình ạ. Tuyết ơi, em hãy cho anh với em thêm một cơ hội nữa để mình có thể là gắn kết với nhau, và con của chúng ta là nó sẽ có đầy đủ tình cha tình mẹ trong cái môi trường giáo dục tốt hơn. Anh xin cảm ơn em, vì nếu mà em cho hay chúng ta thêm một cơ hội nữa. Cầu được ước thay. Cùng anh nắm đôi tay ta đi trên con đường của anh với em, chẳng có đắn đo hay xưa tư toàn tính gì. Để anh giữ cho em hôm nay quan tâm cùng vòng tay đáp say, hãy tha thứ cho anh nhé em. Anh ơi, trong lúc này thì anh có muốn nói gì với chị không ạ? Thời gian qua thì chắc là anh với em cũng giống như là một thử thách nha. Hôm nay là nhờ chương trình Hát Mãi Ước Mơ và nhờ mẹ làm cầu nối, chúng con cũng xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ buồn. Mẹ cũng cho chúng con một cơ hội nữa để chúng con sửa sai. Tiếp rồi, tiếp. Mình thấy là bà đã nói một cái gì mà ôm ông bà hung cái rồi nha. Cho nó thiết thực nè. Dạ, anh cho em xin lỗi. Lâu nay em đã làm. Ai ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc ta. Ai ơi, mãi mãi.
Phải nói là chương trình của mình quá là ý nghĩa, quá là nhân văn, phải không? Không những có những thí sinh đã đem lời ca tiếng hát của mình để thi, để mà giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, mà chương trình của chúng ta còn gắn kết hạnh phúc, kết nối lại hạnh phúc cho mọi người nữa. Em cũng xin thay mặt cho chương trình chúc cho gia đình anh chị mãi mãi hạnh phúc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại hai thí sinh xuất sắc nhất của ngày hôm nay ở vòng tiếp theo, vòng tỏa sáng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 3 của Hát Mãi Ước Mơ mang tên Tỏa Sáng. Thưa quý vị, ở vòng này hai người chơi sẽ bước ra sân khấu và hát ca khúc của mình. Tuy nhiên sẽ không có sự hỗ trợ của hệ thống karaoke. Sau đó sẽ là phần chấm điểm với 60% số điểm từ 3 vị giám khảo đang ngồi đây. Và 40% số điểm sẽ từ số lượt bình chọn của tất cả các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay. Và tổng số điểm của ai cao hơn sẽ nhận về cho mình giải nhất trị giá là 20 triệu đồng. Và người còn lại sẽ giành giải nhì trị giá là 14 triệu đồng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ không chờ đợi lâu nữa. Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe hai giọng hát xuất sắc nhất của ngày hôm nay. Đêm xuống sân ga, sương cuối thu lạnh lùng, nghe vắng đưa xa xa hồi bồi tàu lẫn trong hàng cây. Cách xa mấy thu qua rồi mà người tình vẫn chưa về đây. Ca nghe dễ thương quá. Trời đêm tàn thu xa vắng nhớ không nguôi, trắng đêm ta ngồi mong ai. Một mình ngồi ngoài sân ga tai lắng nghe tiếng còi xa xa. Bỏ lại nơi đây một người mong đợi, hố mắt thâm sâu như mang nặng nỗi u hoài. Mấy bận tàn thu là mấy bận mong chờ, đêm tiễn đưa nhau em về nơi đất quê. Nước mắt đôi dòng ràng rủa thấm bờ mây, tiếng nói yêu thương ráng chờ anh em nghe, như còn nghe vang vẳng giữa đêm buồn. Đã mấy lần thu trong chóp bể mưa nguồn, mấy dãy rừng thu đã mấy lần thay lá. Em có nhớ cung đàn đêm lạnh giá từng nhau. Tàu đi rồi qua lũng thấp đèo cao, làng khôi trắng nhạt nhòa sau đỉnh một kẻ ra đi còn một người ở lại, ga gắn lạnh lùng trơ rồi lá vàng rơi. Tay anh nâng lên những bóng ánh sao
trời. Đẹp lắm Sen ơi, hương vị tuyệt vời. Có lần Sen mơ thành mẫu đơn, bay lên tiên cảnh thanh bình. Nhưng thương mẹ quê nghèo, nước đông đồng sâu, bóng đêm kéo vào chia đàn xé lẻ. Nỗi giống đau thương vì giặc quê kỳ hung dữ, bông sen mới biến thành mù cánh sen. Đi theo anh giải phóng quân, trăm sông cũng vượt ngàn đèo cũng qua. Dạ, chúc mừng chị Mai đã hoàn thành xong bài hát cuối cùng của mình rồi. Em xin mời quay trở lại sân khấu anh Lăng ạ. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm số dành cho hai thí sinh xuất sắc ngày hôm nay. Xin mời bảng điểm. Đầu tiên là điểm số của giám khảo Võ Hà Trâm. Dạ, anh Lăng, em thì em không rành cải lương, em ngồi em cảm nhận thôi. Thì em thấy anh hát tình lắm, nghe trời sao xiến muốn xỉu. Em cho anh 20 điểm. Chị Mai, bài nãy á, câu chốt hạ cái đuối hơi bị bể, bị bể hơi xíu nên điểm ít hơn chút. Cái đoạn đó là thủ trước đủ hơi chứ thủ này không hơi đủ. Nên em xin tặng chị Mai 19 điểm. Dạ, yeah. Và kế tiếp sẽ là điểm số của giám khảo Trấn Thành. Anh Lăng nguy hiểm quá. Bây giờ mà cho Lăng 20 nữa thì Lăng lộng hành quá. Đầu chương trình tới giờ là Lăng một mình, Lăng bá đạo cái chốn này rồi, đâu có thể nào mà vậy được đúng không? Nhưng mà cũng không thể làm khác được. Dạ mà. Ca thì đúng là cũng vậy, rung quá. Thành thử ra thôi mình cũng công bằng nhau hen. Tặng Mai 19 điểm. Bắt trước người ta. Dạ. Và số điểm của giám khảo Thoại Mỹ. Của Lăng thì ca cái bài này rất là tròn, đủ sức thuyết phục mọi người. Nhưng có chuyện nhìn thử nhân. Nguy hiểm quá rồi, đâu có lộng được. Nhưng mà không thể nào mà để cho Lăng cái số điểm là thấp hơn 20. Trời ơi, cũng là 20 điểm. Trước Mai thì phút cuối Mai bị bể đó, nhưng mà bù lại là Mai biết tiết chế, biết xử lý lại được ở cái vòng 3 này. Cho nên là thôi, cho Mai luôn 20 điểm. Yeah. Và đây chỉ là số điểm từ ban giám khảo ngồi đây thôi. Chúng ta vẫn còn 40% còn lại, tùy thuộc vào số lượt bình chọn của tất cả các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay. Chúng ta hãy truy cập vào trang web hatmaihucmo.dienquan.com. Và các bạn nhớ là mỗi một bạn chỉ có một quyền lựa chọn một thí sinh duy nhất mà thôi. Và 30 giây bình chọn bắt đầu. Quả cuối cùng của ngày hôm nay là trời ơi, anh Vũ Lăng 99.
49 ạ. Cộng lợi chia đôi thôi. 20 triệu sẽ cộng với 14 triệu là 34 triệu. Là 34 triệu. Mỗi người 17 triệu. Chúc mừng chị Mai và anh Lăng ngày hôm nay coi như là đồng giải nhất. Và mỗi giải trị giá là 17 triệu đồng. Xin mời giám khảo Trấn Thành, giám khảo Võ Hà Trung và giám khảo Thoại Mỹ. Chúc mừng nha. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta đã được chia sẻ những câu chuyện hết sức cảm động. Hy vọng là chương trình Hát Mãi Ước Mơ sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần cất cao tiếng hát lấn át khó khăn đến nhiều người hơn nữa. Chương trình Hát Mãi Ước Mơ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày hôm nay những nhân vật đến với chương trình đều rất là nhỏ tuổi, nhưng mà tấm lòng của các em thì vô cùng lớn. Cho tôi như khúc ca bay đi xa xa. Anh muốn gửi lời khen đến nhau, đó là con người sống ở đời thì cố vào tấm lòng. Và em là một người mà anh tin là có rất nhiều tấm lòng, bởi vì em đã sống rất là tử tế với mọi người khác. Đón xem tập 5 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng vào lúc 20:30 ngày 16 tháng 8 năm 2019 trên kênh HTV7. Trong đêm mộng lành vẫn hay về qua, hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ trái. Chuyện tình